chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay Hồng Vũ Center sẽ giới thiệu đến các bạn video về sửa iPhone 6 Plus bị lỗi camera. Thì Hồng Vũ Center xin phân tích rằng là đối với dòng iPhone 6 Plus thì nó bị không lấy nét camera được, chụp camera nhòe hoặc là mờ camera. Thì đây là lỗi về camera của iPhone 6 Plus các bạn. Thì các bạn chỉ việc thay camera khác là thành công thôi. Thì đối với thằng iPhone 6 S Plus cũng vậy. Thì hai cái sản phẩm này thì bị lỗi camera rất là nhiều. Tới iPhone 7 Plus cũng lỗi cái cặp camera kép này rất là nhiều. Nói chung là các dòng iPhone 6 Plus, 6 S Plus, iPhone 7 Plus thì bị camera rất là nhiều. Khi các bạn gặp sự cố mà không lấy nét hay là nhẹ hình này kia thì chúng ta nên nghĩ là bị hư camera, để tiến hành mà tìm trung tâm thay camera xin chính hãng một cách chuyên nghiệp, để sản phẩm mình trở nên hoàn hảo như lúc đầu. Hồng Vũ Center chúc các bạn thành công.